Trên tay của Vân Anh là sản phẩm ABC Nano. Xin chào quý vị và các bạn. Giới thiệu với quý vị và các bạn, mình là Hàn Ngọc Vân Anh. Và Vân Anh có 13 năm kinh nghiệm trong ngành spa và đặc biệt điều trị rất là thành công hàng nghìn những cái ca mà bị mụn hay là nám. Ngày hôm nay thì Vân Anh làm video này rất chia sẻ với tất cả các bạn và các chị em ở đây cái cách để chúng ta làm như thế nào để chúng ta có thể chăm sóc và điều trị được một cái da mụn thành công. Trong suốt cái quá trình mà Vân Anh làm việc trong suốt 13 năm qua thì cái hệ lụy mà mụn để lại, Vân Anh nghĩ rằng rất là nhiều các bạn trẻ cũng bị, bản thân cũng chính Vân Anh thôi. Ngày trước Vân Anh đang đến tuổi dậy thì và đặc biệt là trong cái quá trình mà khi mà mình còn trẻ, mình chưa biết cái cách chăm sóc da của mình như thế nào cho đúng cách, thì chính Vân Anh trong cái thời gian đấy Vân bị mụn toàn bộ trên khuôn mặt của mình và đặc biệt mụn đến cả cái vùng cổ và vùng gáy này nữa. Và cái quá trình mà khi mà Vân Anh bị mụn, Vân Anh cảm thấy là cực kỳ tự ti. Và lúc đó rất là may mắn cho Vân Anh được bác sĩ và điều trị trên da mặt của Vân để không để lại sẹo. Nhưng trong quá trình mà khi mà Vân Anh điều trị cho khách hàng thì Vân Anh thấy là rất nhiều khách hàng tới Vân Anh để điều trị thâm và điều trị sẹo rỗ. Và nguyên nhân hầu như 90% đa số đó là nguyên nhân do mụn. Và ngày hôm nay thì Vân Anh có thể hướng dẫn tất cả các chị em, các bạn cái cách để các bạn có thể sử dụng sản phẩm điều trị mụn ABC Nano. Đây là sản phẩm hoàn toàn thiên nhiên, sản phẩm hoàn toàn sinh học và được tất cả các bác sĩ khuyên dùng. Ngày hôm nay Vân Anh sẽ hướng dẫn cho tất cả các chị em cách sử dụng. Đặc biệt các chị em lưu ý với Vân Anh rằng tất cả các da đều có thể bị mụn. Ví dụ như là da có thể mụn ẩn, da có thể là mụn đầu đen, da có thể là những cái mụn bọc, mụn viêm, thì tất cả các chị em đều có thể sử dụng sản phẩm này được hết. Và đây là sản phẩm hoàn toàn thiên nhiên, hoàn toàn thiên nhiên. Đặc biệt là tất cả các bác sĩ đều khuyên dùng và Vân rất là mong muốn đây là một phần nào đó Vân có thể hỗ trợ để giúp cho tất cả các bạn có cái cách chúng ta hiểu đúng, chăm sóc đúng để giúp cho da của chúng ta không bị mụn và đặc biệt là chúng ta không bị những cái hệ lụy như trước đây là chúng ta sẽ để lại sẹo hay để lại thâm. Đây là sản phẩm điều trị mụn ABC Nano của Atanin. Thì hôm nay Vân Anh sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn cái cách dùng. Trên da mặt của chúng ta hàng ngày chúng ta đã bám bụi rất là nhiều, đặc biệt là có thể nhiều các chị em hoặc nhiều các bạn đang làm việc ở trong những cái môi trường mà bị nhiễm khuẩn hoặc những môi trường mà trong không khí này có rất là nhiều độc tố trong không khí. Ví dụ như là các bạn làm việc trong môi trường hóa chất thì đây là cái phương pháp có thể giúp cho các chị em có thể chưa bị mụn, chỉ mới mụn ẩn thôi cũng phòng ngừa được mụn, bởi vì hoàn toàn có thể thải được cái độc tố ở dưới da, thải trì ở dưới da và đặc biệt những cặn bã bụi bặm ở bên dưới da là hoàn toàn hết luôn. Các bạn đều có trên tay những cái miếng bông gòn như thế này đó. Đây là những miếng bông gòn tiệt trùng mà Vân Anh thường sử dụng cho tất cả khách hàng của Vân Anh. Và đây là cái chai sản phẩm để điều trị mụn và làm sạch da. Thì rất đơn giản, các bạn mở nắp ra, xịt lên trên một cái lượng vừa đủ, xịt lên một lượng vừa đủ lên trên miếng bông gòn của mình. Đó, các bạn nhìn thấy không ạ? Và sau đó là Vân Anh lau đều lên trên bề mặt da của mình. Các chị em lưu ý đây là sản phẩm hoàn toàn lấy được đi toàn bộ những bụi ở trên da, đặc biệt là sử dụng cho tất cả những da mà các bạn đang làm việc ở trong môi trường hóa chất, trong những môi trường mà các bạn gặp rất là nhiều bụi bặm hay là trong không khí có rất là nhiều giống như kiểu nhiều hơi độc hoặc hơi keo hay là những cái hơi mà các bạn làm giày hay làm hóa chất hay là làm bụi bặm như là mình xây nhà, sửa nhà đó. Thì cái cách để cho các bạn có thể chăm sóc da thì tốt nhất là như thế này. Đó, các bạn thấy không ạ? Cái miếng bông của mình sau khi mà mình lau xong nó rất là đen. Đó, miếng bông rất là đen. Thì rất là mong rằng là các bạn hãy lau kỹ. Lưu ý này, mình sẽ lau ở hai bên trên da này của mình. Đó, trong cái quá trình mà chúng ta lau thì chúng ta làm nhẹ nhàng và nâng cơ lên trên khuôn mặt này của mình như thế này. Đó, các bạn thấy không ạ? Lau kỹ trên tất cả những cái vùng da mặt của chúng ta. Lau đều qua hai bên. Lau đều qua hai bên. Các bạn có thể dùng từ một miếng bông gòn hoặc có thể dùng là hai miếng bông gòn, thì cái đấy là tùy cái lượng da của các bạn bụi bặm như thế nào thì các bạn sử dụng như thế. Và lưu ý dùm Vân Anh là Vân Anh rất khuyến khích các chị em là chúng ta hãy chăm sóc cả vùng cổ của mình nữa, vì chúng ta đừng quên cái vùng cổ. Bao giờ thường khách hàng của Vân Anh khi điều trị là Vân Anh luôn luôn hướng dẫn các chị là phải lưu ý sử dụng vùng cổ, bởi vì là phụ nữ của chúng ta ấy, hoặc bất cứ một ai chăng nữa, chúng ta sẽ nhìn cái độ tuổi của chúng ta là chúng ta nhìn vào tay và cổ là nhìn thấy cái độ tuổi của mình. Vì vậy nên là mọi người rất hay là mang sản phẩm về nhà chăm sóc da, dưỡng da, nhưng mà mọi người lại quên mất là chăm sóc cái vùng cổ ở vùng tay của mình. Chính vì thế hai vùng đấy rất hay lão hóa. Và rất là mong các chị em là chúng ta sẽ có một cái cách chăm sóc tốt hơn để chúng ta không phân biệt được tuổi tác trên chính khuôn mặt của mình. Vân Anh muốn chia sẻ với tất cả các bạn ở đây đó là có một số những trường hợp trong quá trình mà Vân Anh điều trị cho khách hàng thì rất là nhiều các bạn trẻ mẹ đưa tới spa của Vân Anh để nặn mụn và điều trị mụn, thì các bạn rất sợ nặn mụn. Đó là cái quy trình mà thực sự là Vân Anh cũng cảm thấy là rất là nhiều nước mắt giữa khách hàng và cũng là nhiều nỗi đau với Vân Anh nữa. Chính vì vậy đây là sản phẩm Atanin có thể giúp cho các bạn ở nhà có thể hoàn toàn loại bỏ được cái lớp mụn ở trên da.
da, và đặc biệt là có thể làm khô cái cồi mụn của mình và lấy được cái cồi mụn của mình sau trong cái quá trình mà mình rửa mặt bằng nước ấm. Chính vì thế đây là cái sản phẩm hoàn toàn vô cùng hữu ích dành cho tất cả các bạn trẻ mà các bạn sợ nặn mụn đau, đặc biệt là mụn ẩn, mụn viêm ở dưới da quá nhiều, hoặc là chúng ta không có thời gian để chúng ta có thể tới được thẩm mỹ viện hay spa để điều trị mụn, và chúng ta có thể hoàn toàn sử dụng ở tại nhà. Mặt của mình có hai cách để các bạn sử dụng sản phẩm, đó là một, khi các bạn lau đều ở trên da này xong, các bạn có thể để lại không rửa lại mặt bằng nước ấm. Thì khi mà chúng ta để lại sản phẩm đấy lên trên da thì sản phẩm có một tác dụng, đó là làm da của chúng ta rất là căng và khô đó. Thì bởi vì mụn, các bạn hiểu là mụn là cơ chế của mụn viêm, nó là ổ viêm ở dưới da, bởi vì vậy nên chúng ta rất là cần khô cái vùng mụn đấy để nó kháng viêm được lên trên da của mình. Chính vì thế có hai phương pháp để các bạn lựa chọn nha. Phương pháp thứ nhất là chúng ta hãy để lại trên da để cho mụn khô, thì phương pháp đó sẽ hiệu quả nhanh hơn, nhưng có một tác dụng phụ là nếu như mà trên da mặt của các bạn mụn viêm quá nhiều và độc tố quá nhiều thì có thể dẫn tới một hiện tượng, đó là da của mình nó sẽ hơi căng và rát một chút. Còn nếu như các bạn cảm thấy mình không chịu đựng được cái vấn đề này thì chúng ta hoàn toàn khi lau sạch lên trên da mặt của mình, chúng ta hoàn toàn có thể đi rửa mặt lại bằng nước ấm bình thường và không hề ảnh hưởng tới kết quả nha các chị em. Và Vân Anh muốn chia sẻ với tất cả các bạn một cái cách để chúng ta có thể cảm nhận như thế nào. Thì lưu ý rằng nếu như trong quá trình đầu tiên các bạn xài ấy, thì rơi vào khoảng tầm 3 ngày đầu tiên chúng ta đừng lau quá nhiều vùng quanh mắt. Bởi vì vùng quanh mắt các bạn lưu ý đó là cái vùng da mà nhạy cảm hơn so với vùng da ở bên ngoài này gấp 10 lần các bạn nhớ nha. Chính vì thế nên vùng da ở quanh mắt rất nhạy cảm. Trong quá trình sử dụng các bạn lưu ý, trong quá trình sử dụng da của chúng ta có thể hơi hồng hơi đỏ, không ảnh hưởng gì hết, bởi vì đó là cái tác dụng rất là tốt của sản phẩm, không sao hết. Và Vân Anh cam kết rằng Atani là sản phẩm 100% thiên nhiên, không gây kích ứng với da, hoàn toàn bà bầu, mẹ cho con bú, tất cả các bạn độ tuổi từ lớn tới bé đều xài được hết, không ảnh hưởng gì. Và rất là mong video này Vân Anh đã chia sẻ cho tất cả các chị em cái cách mà chúng ta có thể sử dụng sản phẩm đúng cách. Riêng sản phẩm Atanin của Vân Anh thì đây là sản phẩm vô cùng dễ dùng, đơn giản dễ dùng. Các bạn có thể bỏ vào trong túi sách của mình đi dùng khắp mọi nơi. Trong quá trình mà các bạn có thể đi ở ngoài đường, đi công tác, đi bất cứ đâu, một chai này có thể làm sạch hết da cho các bạn rồi. Đặc biệt không gây độc tố gì trên da. Và lỡ may nếu trên da của các bạn có cái hiện tượng là hơi căng da một chút thì từ 3 tới 5 ngày là chúng ta hoàn toàn hết hiện tượng đó. Và cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của Vân Anh. Vân Anh sẽ làm rất nhiều video khác để hướng dẫn cho các bạn có rất là nhiều cái kiến thức để chúng ta có thể sử dụng sản phẩm đúng cách nhất. Đặc biệt chúng ta chắc chắn là chúng ta sẽ tự tin hơn và hạnh phúc hơn. Cảm ơn tất cả các chị em. Mọi người hãy sub kênh của Vân Anh để mọi người được coi video của Vân Anh đầu tiên và sớm nhất, để Vân Anh được trao giá trị cho nhiều người hơn. Cảm ơn tất cả các chị em và hẹn gặp tất cả các chị em ở những video tiếp sau. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.